Chào mọi người, hôm nay mình sẽ quay trở lại ôn tập bài The Roman Colosseum, Rome, Italy, 1780. Đấu trường La Mã Colosseum, Rome, Ý vào thế 10 và 80 trước Công Nguyên. 1. Đây là biểu tượng văn hóa của đế chế La Mã cổ đại. 1. It was the cultural icon of the ancient Roman Empire. 2. Được xây dựng theo một hình dáng một ngôi đền cổ Hy Lạp. Đấu trường có thể chứa tới 50.000 khán giả. 2. Buildings form of classic Greek temple. The arena could hold 50,000 spectators. 3. Đây được coi là công trình La Mã quyến rũ nhất còn tồn tại sau hàng nghìn năm. 3. It is seen as the most charming Roman construction, which has survived after thousands of years. 4. Của cải lấy được từ các cuộc chiến tranh xâm lược được để chia cho công trình này. 4. The wealth taken from the invasive wars was used to pay for the work. 5. Ban đầu đây là nơi mà các đấu sĩ thi đấu và biểu diễn. 5. Initially, it was the place of gladiators fighting and performing. 6. Trong quá khứ, hàng triệu người và động vật đã bị giết để mua vui cho đám đông. 6. Millions of men and animals was killed to entertain the crowds in the past. 7. Nhờ thiết kế sáng tạo, mọi người có thể ra vào và đấu trường một cách dễ dàng. 7. Thanks to the creative design, people can enter and leave the arena easily. 8. Đấu trường đã bị hư hại bởi chiến tranh, thời gian và thiên tai. 8. It was damaged by wars, time and natural disasters. 9. Trong một vài quãng thời gian, nó đã bị lãng quên. 9. In some periods of time, it stayed uncared. 10. Ngày nay, nó là một điểm du lịch trọng điểm của Ý, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. 10. Nowadays, is a key tourist attraction of Italy, which attracts millions of visitors a year. Thank you for listening. Bye bye.